Phan vẫn đang trong tình trạng mặc hố làm bằng vỏ cây. Người con là ông Hồ Văn Lang vẫn khỏe mạnh, còn người cha là Hồ Văn Thanh thì phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng địa phương để đưa về làng. Người dân trong làng cho biết, ông Hồ Văn Thanh sinh năm 1931 và người con là Hồ Văn Lang khoảng 41 tuổi ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Nam đã bỏ nhà đi vào rừng từ hơn 40 năm qua. Hiện ông trồng lúa, trồng khoai mì, dự trữ nguồn lương thực khô và tìm kiếm nhiều loại thức ăn từ rau rừng, thú rừng. Cuộc sống của hai cha con đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài hơn 40 năm nay. Phải khó khăn lắm, lực lượng dân quân và người dân xã Trà Phong mới tiếp cận được hai cha con vì hễ phát hiện có người là họ bỏ trốn. Ngay khi tiếp cận, cũng theo lời kể của người dân trong làng, cách đây hơn 40 năm, khi đất nước còn trong chiến tranh, ngôi nhà của ông Thanh bị trúng bom, làm nhiều người thân trong gia đình thiệt mạng. Quá hoảng loạn, ông Thanh đã ôm người con nhỏ bỏ chạy biệt tích. Cách đây vài ngày, người dân đi vào rừng làm rẫy đã phát hiện ra hai cha con nên đã báo cáo với chính quyền địa phương. Do sống biệt lập nên cả hai cha con ông Thanh chỉ nói bập bẹ vài tiếng dân tộc Co. Hiện nay, hai cha con ông Hồ Văn Thanh đã được đưa về gia đình người con là anh Hồ Văn Chi ở xã Trà Phong, huyện Tây Trà để tiếp tục chăm sóc.